kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, việc nuôi dạy con cái luôn là điều mà các bậc phụ huynh quan tâm đặc biệt trong thời đại hiện nay, khi trẻ em luôn phải đối mặt với nhiều mối đe dọa nguy hiểm. Cuốn sách Tập cho trẻ tư duy của tác giả tiến sĩ Darlen Squigland và tiến sĩ Brian Stolper do Quỳnh Trang dịch, Tuấn Hiển hiệu đính sẽ giúp cho các bậc phụ huynh có cái nhìn thoáng hơn trong việc nuôi dạy con cái hiện nay. Sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Các bạn đang đến với chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Các bạn thân mến, với cuốn sách Tập cho trẻ tư duy của tác giả sẽ giúp quý phụ huynh hiểu rõ hơn vì sao thế hệ trẻ hiện nay lại bất lợi khi bước vào thế giới của những người trưởng thành. Tác giả chỉ mong mọi người chú ý đến những cơ hội có giá trị trong cuộc sống thường ngày mà trẻ đang đánh mất chỉ vì lạm dụng các tiện ích công nghệ hoặc dựa chẫm vào cha mẹ. Nói cách khác là những khoảnh khắc giáo dục là cần thiết trong các quan hệ xã hội, cảm xúc và phát triển hệ thần kinh của trẻ. Họ không hề muốn làm cho các bậc phụ huynh nản lòng, mà chỉ muốn chia sẻ sự đồng cảm của những người làm cha mẹ khi nuôi dạy những đứa con được sinh ra trong thế hệ này. Chính các tác giả cũng đang học cách đối diện với thách thức và cũng có chung nỗ lực với quý vị là muốn củng cố thế hệ muốn gì được nấy. Qua cuốn sách này, các tác giả chia sẻ những ý kiến và phương thức giúp quý vị chuẩn bị cho trẻ kỹ năng sống cần thiết để trẻ tự mình chịu trách nhiệm với bản thân và đủ khả năng bước vào đời. Từ đó giúp cho quý vị nhận biết được những cái bẫy mà cha mẹ có thể mắc phải khi đối mặt với các thử thách trong việc giáo dục trẻ em. Vậy thì những cơ hội bị đánh mất có nghĩa là gì? Về mặt xã hội, trẻ em ngày nay đang bị mất đi các cơ hội đối diện với người khác theo cách có thể thúc đẩy các mối quan hệ tích cực giữa người với người. Về mặt cảm tính, trẻ không có được những trải nghiệm để phát triển sự tự tin bằng kỹ năng của mình và mất khả năng đối phó với những thử thách bất ngờ. Và về phương diện tư duy, trẻ mất đi phần lớn khả năng lên kế hoạch, sắp xếp công việc, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Trong cuốn sách Tập cho trẻ tư duy của tác giả bàn về những cơ hội bị đánh mất như thế, liệu nó có mối liên quan đặc biệt gì đến việc nuôi dạy con, giáo dục và công nghệ? Ngoài ra, các tác giả cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tiếp xúc với các gia đình, cũng như cung cấp thông tin thu thập được từ những cuộc phỏng vấn chuyên sâu giữa các nhà quản lý, giáo viên, huấn luyện viên và các bậc phụ huynh, những người đang cùng hướng đi. Tất cả nội dung đều được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm phản ánh tình trạng chung và tính phức tạp của vấn đề. Hãy để con suy nghĩ, tìm ra giải pháp trước khi cha mẹ ra tay giúp là thông điệp xuyên suốt 13 chương sách. Chỉ khi cha mẹ thay đổi, nghĩa là không đáp ứng nhu cầu của con ngay tức khắc, không làm mọi việc thay con và chấp nhận thất bại của con, thì con mới có cơ hội tự giải quyết rắc rối, biết nêu chính kiến và tự chủ trong mọi hoàn cảnh. Trong chương 1, cuốn sách đề cập đến những chiếc bẫy giáo dục con, là tình huống lôi kéo cha mẹ nhảy vào giải quyết vấn đề giùm con hoặc giải cứu con, nhưng lại vô tình lấy mất cơ hội phát triển của con. Bất kỳ cha mẹ nào cũng phải đối mặt với những tình huống này hàng ngày. Tuy nhiên, nếu cha mẹ hiểu rõ những chiếc bẫy này và có một kế hoạch tránh khỏi bẫy thì sẽ có thể giúp con mình đứng vào đúng vị trí của con và con sẽ có đầy đủ cơ hội phát triển từ lúc nhỏ. Có thể kể đến một loại bẫy phổ biến mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hiện nay, đó chính là bẫy áp lực. Bất kỳ người cha, người mẹ nào cũng cảm thấy tự hào khi chia sẻ với người khác thành tích của con. Cha mẹ cũng làm rất nhiều việc để trẻ có thể trở thành học sinh giỏi nhất lớp, là thành viên giỏi nhất đội và có nhiều bạn bè nhất.
Họ muốn con mình cảm thấy tự tin và tự hào về bản thân nên luôn khuyến khích con học thêm để trở nên nổi trội. Những kỳ vọng xã hội khiến các bậc cha mẹ phải nhìn lại xem mình có cho con đủ cơ hội để tiến bộ hơn chưa. Và kết quả của mục đích cao đẹp đó chính là lịch học quá tải, trẻ mất hết tuổi thơ và mất luôn cơ hội đối mặt với các vấn đề của một đứa trẻ vốn có. Bên cạnh đó, nhiều trẻ em còn bị ép vượt qua khỏi ngưỡng phát triển của mình, gây ra tình trạng quá tải và có thể dẫn đến những nguy hiểm khác. Cái bẫy áp lực thường bắt đầu ngay từ giây phút cha mẹ nhận ra mình đang có một đứa con, nhưng không bao giờ là quá trễ để thiết lập sự cân bằng lành mạnh trong cuộc sống của cha mẹ và con. Cha mẹ có xu hướng thiên về các sự việc khách quan vì chúng cân đo được và dễ bàn luận. Trong khi đó, chính sự lao động, kế hoạch và nỗ lực của trẻ đã bỏ ra để đạt được mục tiêu, đã cho trẻ cơ hội rèn luyện và phát triển các kỹ năng được đề ra trong cuốn sách này, là cốt lõi của việc tập cho trẻ tư duy. Trên thực tế, những đứa trẻ vật lộn với các rắc rối, học được cách thoát khỏi các vấn đề, có thể giúp cho trẻ phát triển được các kỹ năng sống mạnh mẽ hơn và nhạy bén hơn những đứa trẻ có được mọi thứ một cách dễ dàng. Sự lao động cần phải được tôn vinh hơn cả kết quả đạt được. Tiếp theo phần này, các tác giả đưa ra một số đề xuất phù hợp với từng độ tuổi của trẻ để các bậc cha mẹ tham khảo và chọn lựa cách ứng biến sao cho thích hợp. Bạn sẽ còn gặp những cái bẫy này trong các chương tiếp theo, nhưng sẽ được đặt trong từng tình huống cụ thể mà các bậc cha mẹ thường phải đối mặt. Chương 2. Sách đề cập đến những tác động của cha mẹ lên con cái. Sự can thiệp của cha mẹ khiến trẻ mất đi khả năng tự nhận thức sự việc. Một trong những sai lầm mà các bậc phụ huynh thường mắc phải là không phân biệt rõ ràng giữa việc hỗ trợ và hành động giải cứu trẻ khỏi các rắc rối. Khi cha mẹ hỗ trợ giúp đỡ trẻ trong quá trình tự giải quyết vấn đề, thì cũng là cách cha mẹ đang khuyến khích trẻ thể hiện chính kiến và sự nhẫn nại. Và trẻ sẽ quen dần với việc tự mình giải quyết rắc rối, lập kế hoạch thực hiện và phát triển các kỹ năng xã hội song song với việc học cách đối mặt với các vấn đề phức tạp hơn trong tương lai. Chương 3. Các tác giả thảo luận về cảm giác bị thôi thúc khiến các bậc cha mẹ luôn muốn bảo vệ con khỏi những sai lầm, khiến con trẻ ngày càng dựa dẫm vào cha mẹ. Về phương diện tiến bộ, trẻ con cần được trải nghiệm những thử thách, nhận biết và học cách vượt qua. Những bài học quan trọng cho sự tiến bộ được thảo luận trong chương 4. Chương 5 nhấn mạnh sự thiếu trải nghiệm với những sai phạm, thiếu khả năng vượt qua thử thách sẽ tác động đến sự phát triển não bộ của trẻ, ảnh hưởng đến khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và kỹ năng đưa ra quyết định. Với nhiều gia đình, việc học kiến thức là mục tiêu hàng đầu, vì vậy phụ huynh chịu nhiều áp lực trong việc bảo vệ con, giành lấy các cơ hội để được nổi trội. Trong chương 6, các tác giả chỉ phụ huynh cách hỗ trợ và hướng dẫn trẻ, nhưng không phải là giải cứu con, làm sao để trẻ đạt được thành quả bằng chính sức mình. Chương 7 và 8, cung cấp các hướng dẫn về sản phẩm và sử dụng thiết bị công nghệ sao cho hiệu quả và có trách nhiệm, bao gồm cả điện thoại thông minh, trò chơi điện tử, phương tiện truyền thông và Internet. Các tác động tích cực như thể thao cũng được thảo luận trong chương 9. Chương 10, nghiên cứu vì sao trẻ em thế hệ này lại dễ bị tổn thương bởi vật chất và chúng ta cần làm gì trước tình trạng đó. Dành cho các bậc phụ huynh, trẻ vị thành niên và các bạn trẻ đang theo trào lưu muốn gì được nấy, chương 11 đưa ra thách thức để thay đổi các hình mẫu này. Kể đến, chương 12 tập trung vào cách mà các phụ huynh thường vô tình làm cho con trẻ nhận thức sai lệch về tính cấp thiết trong việc giải quyết vấn đề. Chương 13 tóm lược những bài học mà quý độc giả rút ra được từ cuốn sách này. Và xuyên suốt từng chương, các tác giả cung cấp nhiều mẹo nhỏ để quý vị có thể tiếp cận một cách tích cực những thách thức này mà không rơi vào các bẫy giáo dục. Các bài viết xoay quanh nhiều vấn đề thiết thực cùng với cách viết cụ thể rõ ràng có sức thuyết phục nhờ những dẫn chứng từ công việc tham vấn tâm lý cho cha mẹ và con trẻ mà hai bác sĩ tâm lý người Mỹ Darlene Strickland và Ron Stolberg đã trải nghiệm, nghiên cứu và đúc kết trong hơn 20 năm qua.
đã phần nào giúp cho độc giả có cái nhìn bao quát hơn trong vấn đề chăm sóc và nuôi dạy, cũng như cách tập cho trẻ tư duy để trẻ trở nên bản lĩnh tự tin trong cuộc sống. Để trẻ trở nên bản lĩnh tự tin trong cuộc sống, quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Tập cho trẻ tư duy tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.